luôn khắt khe trong việc lựa chọn các nhãn hiệu chất lượng với khách hàng. Năm 2015, công ty An Sinh quyết định cho ra mắt nhãn hiệu cặp sách Tiger Family. Cặp sách Tiger Family là thương hiệu toàn cầu, chất lượng châu Âu, sản phẩm có mặt ở khắp mọi nơi trên thế giới. Cặp sách Tiger được các chuyên gia khuyên dùng cho học sinh tại các trường học ở nhiều quốc gia bởi quy trình sản xuất tốt nhất, được thiết kế và sản xuất theo tiêu chuẩn châu Âu, phòng thí nghiệm chuyên biệt, có các tính năng nổi bật như có lớp vỏ ngoài chống thấm nước, sử dụng chất liệu phản quang, có trọng lượng siêu nhẹ, trung bình 700g, quay đeo ngực có thể điều chỉnh dễ dàng, đệm lưng êm bằng lưới và nhiều lớp mút, nhiều ngăn cặp với sức chứa tối ưu. Các dòng sản phẩm chính bao gồm cặp sách học sinh thiết kế tinh tế, khoa học, an toàn với lưng trẻ, ba lô có thể sử dụng đi học, đi làm và làm ba lô thời trang, hộp bút nhỏ xinh với mẫu mã đa dạng. Cặp sách Tiger Family được phân phối độc quyền bởi công ty thương mại An Sinh tại thị trường Việt Nam. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ hotline 090-222-1724, website www.ansinh.vn.